Phạm Tuyên xin được trân trọng kính gửi tới toàn thể quý vị khán thính giả bài thơ Lò Đã Cháy của tác giả Thu Hương. Xin trân trọng kính gửi tới toàn thể quý vị cùng lắng nghe. Đúng là bác trọng ra tay, đắc hồi ra được rất là nhiều sâu. Vụ này giám đốc vỡ đầu, theo sau là một lũ sâu lạ đời. Pháp luật đâu phải dễ xơi, giám ra quyết định ký bừa tuyển sinh. Thậm chí không sợ phê bình từ cơ quan bộ sở ngành trung ương, cố tình nhắm mắt coi thường, bỏ qua dư luận, khóc cười mặc bay, tranh thủ vơ vét thêm đầy. Chết thì cho chết một lần cũng cam, về hưu rồi vẫn cứ tham, cô tài không đức giao làm hai đồng. Bao nhiêu là chuyện về sâu, bây giờ đã rõ vào chầu Diêm Vương. Dân nghèo chẳng đói lòng thương, lạm dụng quyền chức 7 năm lộng hành. Nói rồi nhân quả đến nhanh, làm sao tranh khỏi lưới răng của trời.